Vâng, Trần Thắng xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Trần Thắng sẽ được trở lại với quý khán giả trong phần tin tức liên quan đến tình hình Việt Nam. Với lại anh Nguyễn Anh Tuấn từ Toronto, và xin chào anh Tuấn ạ. Xin chào anh Tường Thắng, xin chào quý vị khán giả của Đài SBTN. Vâng, thưa quý khán giả và thưa anh Tuấn, thì trong tuần lễ vừa qua chúng ta có những rất là nhiều tin liên quan đến một số các cựu viên chức của Cộng sản Việt Nam đã bị cho vào lò. Cái câu hỏi đặt ra là bây giờ có nguồn tin trong nước nói rằng là những cán bộ cao cấp Cộng sản Việt Nam bây giờ không còn hạ cánh một cách an toàn như trước kia nữa. Trước kia dù có tham nhũng kiểu gì đó, hạ cánh xong là an toàn, là về hưu, là ôm một mớ số tiền rồi đi ra nước ngoài sống một cách thoải mái, đặc biệt là qua Hoa Kỳ. Thế thì trong trường hợp này nó có một số trường hợp nó xảy ra và cho thấy là cái việc mà hạ cánh an toàn không còn xảy ra nữa. Nhất là đó là trường hợp bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông. Và người kế tiếp là tạm giam ông Trần Đức Quận là bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng. Thì theo nhận định của Tuấn thì cái chuyện này nó như thế nào, và có thật sự là bây giờ hạ cánh không còn an toàn như trước kia nữa hay không? Dạ vâng, thưa anh Tường Thắng, là đúng là thời gian vừa qua đó, cái chuyện đốt lò nó có những cái diễn biến mới, đó là nó có hàng loạt những cái vụ bắt bớ mà nhắm tới các quan chức đã nghỉ hưu từ khá là lâu. Ví dụ như trường hợp của ông Nguyễn Công Khế thì chúng ta thấy rằng là ông cũng đã thôi các cái vị trí mà quyền lực về truyền thông cái thời gian dài, nhiều năm rồi. Và cái vụ việc mà được cho là sai phạm của ông là từ hồi năm 2008, có nghĩa là cách đây 16 năm rồi, rất là lâu rồi. Hoặc là trường hợp gần đây đó thì chúng ta thấy như là bí thư của Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến, hoặc là bí thư của tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chiến, tức là toàn là những cái người đã về hưu được một thời gian rồi. Thì tôi tin rằng đây là một những người Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta học theo Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cái gọi là cuộc chiến chống tham nhũng. Tức là bên Trung Quốc họ có một cái kinh nghiệm mà sau khi họ đúc kết, đó là họ thời gian 5 năm trở lại đây đó, thì họ tập trung nhiều hơn vào các quan chức về hưu. Bởi vì sao? Có hai lý do. Thứ nhất là khi mà bắt bớ các cái quan chức về hưu như vậy đó, thì họ cũng có thể cảnh tỉnh các cái quan chức mà đang tại vị đó, rằng là đừng có nghĩ rằng cứ về hưu là sẽ được an toàn, hạ cánh an toàn được. Và như vậy thì nó cũng sẽ có một cái tác dụng cảnh tỉnh theo cái quan điểm của họ. Và cái thứ hai nữa đó là nó giảm bớt được những cái sự chống đối của những cái người quan chức của các cái thế lực mà đương quyền. Thì chúng ta biết rằng là nếu mà các quan chức mà họ vẫn đang tại vị đó, họ vẫn nằm ở trong những cái mạng lưới quyền lực phe cánh của họ, thì đương nhiên là họ vẫn có thể chống đối bằng cách này hoặc cách khác. Thế thì khi mà bắt những cái quan chức về hưu, nó sẽ đỡ bớt những cái sự chống đối. Và chúng ta thấy rằng là nhiều quan chức về hưu đây á, cấp đều là cấp bí thư tỉnh ủy, tức là từng một thời là hét ra lửa địa phương, nhưng mà cũng chỉ cần là cơ quan công an ở cấp địa phương đó bắt thôi, cũng không có, đôi khi là không có cần đến bộ công an. Thì cái điều đó nó cho thấy rằng là các cái vị quan chức mà đã về hưu như thế này rồi thì không có còn quyền lực, không có còn cái thế để mà chống đối nữa. Thì cái này thì tôi tin rằng là có cái việc gọi là đi học cái bài học mà kinh nghiệm từ Trung Quốc. Tuy nhiên khi mà anh Tường Thắng có đề cập tới một cái người mà cũng bị bắt gần đây, đó là ông Trần Đức Quận, là ông bí thư của Lâm Đồng đó, và để bên cạnh ông Nguyễn Công Khế, thì ông Quận lại không phải là một cái quan chức về hưu, ông đang là đương chức bí thư tỉnh ủy của Lâm Đồng, ông còn là ủy viên Trung ương Đảng nữa. Nhưng mà hai cái người này nó lại có một cái điểm chung, đó lại là đồng hương Quảng Nam, tức là cùng quê với lại ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, mà chúng ta biết là đã mất chức thời gian vừa rồi, đã cho thôi chức thời gian vừa rồi. Và cái việc mà bắt ông Trần Đức Quận đó thì cái quan sát của tôi thấy nó cũng có một số các cái điểm bất thường. Đó là lẽ ra ông Trần Đức Quận là ủy viên Trung ương Đảng, thì lâu nay cái tập quán chính trị ở Việt Nam là
ông phải bị cho thôi cái chức ủy viên trung ương đảng đó, tức là ông phải bị cách chức ủy viên trung ương đảng đó. Và cái việc mà cách chức ủy viên trung ương á thì nó là thẩm quyền của ban chấp hành, tức là ban chấp hành người ta sẽ phải triệu tập một cái cuộc họp bất thường và người ta cách cái chức ủy viên trung ương của ông đi, rồi sau đó thì bên công an người ta mới bắt. Nhưng mà lần này đó là bắt xong hết rồi thì trung ương bây giờ mới gọi là Bộ Chính trị mới đang đề xuất là trung ương tới đây sẽ có một cái cuộc họp để xem xét cho ông Trần Đức Quận này là mất cái chức ủy viên trung ương đi. Thì cái điều đó đó nó là một cái bước leo thang để cho thấy rằng là bây giờ những cái người mà nắm cái cán cân quyền lực ở trong nước như là ông Nguyễn Phú Trọng đó, họ càng lúc họ càng quyết đoán hơn, họ không có cần phải thông qua những cái quy trình những cái trình tự giống như trước đây ở trong nội bộ đảng nữa, mà họ có thể bắt bớ ngay lập tức. Nhưng mà nó cũng gợi ý rằng á, là có thể họ đang có những cái hành động nó tương đối vội vàng, và nhất là khi mà đặt vào trong cái bối cảnh họ bắt ông Nguyễn Công Khế trước đó cùng là một cái người mà được cho là thuộc nhóm Quảng Nam ha, đồng hương Quảng Nam có liên quan tới Nguyễn Xuân Phúc á, thì tôi nghĩ rằng là những cái cuộc bắt bớ này nó có liên quan tới cái việc Đảng Cộng sản người ta đang chuẩn bị nhân sự, người ta đã bắt đầu cái tiến trình chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới vào tháng 10 năm ngoái, khi mà bắt đầu các đảng bộ địa phương đưa ra các cái đề cử lên cho ban tổ chức trung ương cũng như là Bộ Chính trị, ban bí thư bắt đầu xem xét cái công việc nhân sự, thì bắt đầu là đã có những cái động thái mà tôi thấy rằng là rất là cấp tập trong cái việc nhân sự như vậy. Nhưng mà theo như nhận định của anh Tuấn đó thì cũng có nhiều cái nguồn tin ở trong nước nói rằng là nếu bây giờ mà ông Trọng mà cứ cho nhiều củi vào lò như thế thì củi đâu mà để mà tiếp tục để mà lo đốt để phục vụ. Cán bộ đâu, lấy đâu cán bộ để mà tiếp tục làm việc khi mà họ thấy rằng là bây giờ cái thẻ đảng nó không còn có mầu nhiệm như trước kia nữa. Tại vì nếu mà thọt tay vô tham nhũng là có thể đi vào lò. Cho nên câu hỏi đặt ra là cứ tình trạng này xảy ra thì cán bộ đâu để làm việc? Vâng, thưa anh, chính ông Trọng mới một lần tiếp xúc cử tri thì ông cũng biết là công chúng có cái quan ngại đó, thì ông có nói một câu đó là con chị nó đi, con gì nó lớn. Theo ông là theo ông Trọng thì không cần phải lo lắng về cái chuyện là thiếu cán bộ để làm việc. Thì cái này tôi nghĩ nó cũng hợp lý, đó là bởi vì cái quyền lực nó luôn có cái sức cám dỗ. Và thực sự mà nói đó là cái giới quan quyền ở Việt Nam hiện tại bây giờ họ có thể kiếm chác nó bớt lại so với lại trước đây một cái phần nào đó. Nhưng mà tôi tin rằng là nó vẫn là một cái thực hành, nó vẫn là một cái tập quán chính trị mà không thể nào thay đổi được. Đó, và như anh Tường Thắng theo dõi cũng thấy đó, là cái chuyện mà đốt lò này nó cũng đã kéo dài gần chục năm nay rồi. Nhưng mà những cái vụ tham nhũng sau thì nó đều lớn hơn những cái vụ tham nhũng trước. Bởi vì sao? Bởi vì là cái cám dỗ của quyền lực và tiền bạc nó rất là lớn. Do đó là thực sự chắc là không có sợ là thiếu cán bộ làm việc đâu. Nhưng mà ông Trọng ông không có nói tới cái chuyện đó là ở trong cái bộ máy đó nó bắt đầu nó đã có những cái sự đình trệ ha? Tức là người ta không còn muốn làm việc nữa, những cái người cán bộ công chức người ta giống như là lãng công vậy đó, người ta bất tuân về hành chính, người ta rất là đình trệ, người ta rất là trì trệ trong cái công việc của người ta, và nó cũng rất ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế Việt Nam. Chúng ta thấy rằng là kinh tế Việt Nam thời gian vừa qua suy giảm rất là nhiều. Ai mà có bạn bè người thân ở Việt Nam thì đều nghe về cái kinh tế ha, thì nó có cái phần rất là lớn từ cái đình trệ của cái bộ máy hành chính ở Việt Nam. Và cái này thì nhiều địa phương như là Đà Nẵng hoặc là Sài Gòn đó thì người ta đã phải cảnh báo một cách rất là nghiêm trọng. Đó là bây giờ có những cái hiện tượng cán bộ công chức không chịu làm việc, không dám ký, không dám quyết gì hết cả. Thì cái đó là những cái sự ảnh hưởng tai hại của cái chuyện đốt lò nhưng mà không có đụng vào những cái gốc rễ của vấn đề đó, không có giải quyết được những cái vấn đề thu nhập ổn định bền vững cho công chức, cho cái bộ máy hành chính đó. Thì cuối cùng là cái chuyện đốt lò nó cũng chẳng đi đến đâu.
Do đó tôi nghĩ rằng là những cái chuyện, và ví dụ như cái chuyện gần đây, cái trường hợp mà anh Tường Thắng nêu ra là ông Trần Đức Quận, ông bí thư Lâm Đồng đó, nó cũng rất là bất hợp lý ở chỗ đó. Cái sự việc mà ông liên quan đó là một cái dự án bất động sản ha, và nó đã đình trệ trong suốt mười mấy năm qua ha. Thì lẽ ra theo theo pháp luật hiện tại hiện hành đó, thì cái dự án nó sẽ phải bị thu hồi, cái đất nó phải, chính quyền phải thu hồi lại. Nhưng mà đây đó thì họ có cái sự can thiệp với lại thanh tra để cho cái dự án đó nó được tiếp tục tồn tại. Thì thực sự mà nói đó là đó là một cái chuyện mà nó rất là phổ biến ở Việt Nam. Có rất nhiều những cái dự án ở Việt Nam đình trệ như vậy, và cũng có rất nhiều những cái sự can thiệp để cho cái dự án đó nó được tồn tại. Bởi vì sao? Bởi vì nhà đầu tư người ta cũng đã bỏ tiền vào, và người ta muốn giữ những cái mảnh đất đó về lâu dài để người ta vẫn có thể bán sang tay, sang chuyển nhượng có lợi về sau đó. Nên là cái chuyện đó tôi thấy nó rất là thông thường ở Việt Nam. Nhưng mà bây giờ lại bắt ông Trần Đức Quận này thì tôi vẫn nghĩ rằng nó có những cái yếu tố về cái chuyện sắp xếp nhân sự tới đây. Bởi vì chúng ta biết rằng ông Nguyễn Xuân Phúc trong cái thời gian mà ông cầm quyền thủ tướng và rồi sau đó chủ tịch nước, ông là trường hợp mà đặc biệt thứ hai sau Nguyễn Phú Trọng được tái cử nhiệm kỳ vừa rồi. Thì ông cũng có một cái mạng lưới riêng của ông, và trong đó thì những cái người mà cái này nó cũng rất đặc thù chính trị Việt Nam, đó là những cái người mà đồng hương á, thì thông thường nó sẽ gần gũi hơn. Do đó ông Quận là một cái trường hợp như vậy, là đồng hương Quảng Nam của ông Phúc. Và tôi tin rằng là ông Trọng đó, trong cái việc mà bắt bớ đó, có cái sự lựa chọn, nó không phải là bắt bớ một cách ngẫu nhiên, luôn luôn là có một cái sự lựa chọn để có thể là củng cố cho cái phe cánh của mình, để có thể là triệt hạ cái ảnh hưởng của những cái phe cánh khác. Thì đó là cái cách mà chính trị nó thường thức ở Việt Nam lâu nay. Vâng, trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay, tôi xin mời quý khán giả theo dõi phần thông tin bài của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin đối ngoại của đài truyền hình SBTN. Sau đây chúng ta sẽ được trở lại buổi nói chuyện với anh Nguyễn Anh Tuấn từ Toronto liên quan đến tất cả những tình hình liên quan đến Việt Nam. Thưa anh Tuấn, trở lại một cái đề tài khác. Đó là ngày hôm thứ Ba, ông Tổng thống Marcos đã có ghé Việt Nam và đã cùng ký kết một vài hiệp ước liên quan đến tình hình an ninh liên quan đến Biển Đông. Mà chúng ta biết trước đây đó, ông Tổng thống Marcos cũng đã có một buổi họp với lại Tổng thống Indonesia Widodo để ký một số hiệp ước liên quan đến vấn đề Biển Đông. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao lúc này Việt Nam lại đi ký kết những hiệp định liên quan đến Biển Đông đối với một quốc gia bên ngoài như trường hợp của ông Marcos là Phi Luật Tân? Liệu có làm phật lòng và buồn lòng cho ông Tập Cận Bình hay không? Hay phải chăng vì bây giờ có Mỹ chống lưng sau cái việc nâng cấp lên cái gọi là hàng chiến lược, đối tác chiến lược, thì trong chiến lược toàn diện, hay trong trường hợp này Việt Nam mạnh mạnh mẽ hơn trong cái việc bước nhẹ nhẹ một chút xíu đi cùng với ông Marcos để mà giải quyết vấn đề Biển Đông, là nơi mà tất cả những ngư dân Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc đánh cá rồi tất cả mọi thứ. Thì nhận định của anh Tuấn thế nào về việc này? Dạ vâng, thưa anh Tường Thắng, là tôi nghĩ những cái bước đi này nó có cái sự hợp lý. Thứ nhất đó là anh Tường Thắng cũng nhắc về cái chuyện là ông Marcos mới gặp ông Widodo, thì cũng mới cách đây ít lâu thôi, ông Widodo cũng sang thăm Hà Nội. Nhưng mà có thể là cái chuyến thăm đó nó ít được chú ý, bởi vì nó diễn ra vào cái thời điểm mà người ta đồn đoán về bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng khi thấy ông vắng mặt, đúng không ạ? Còn lần này á, thì cái chuyến thăm của ông Marcos có vẻ là được chú ý hơn, và những cái nội dung bàn thảo cũng đã được đưa tin rất là cụ thể chi tiết, tập trung vào cái chuyện là hợp tác về về hàng hải, hợp tác về cái chuyện là cảnh sát biển, lực lượng cảnh sát biển của hai nước, tuần duyên của hai nước, giao lưu và chia sẻ hợp tác với nhau. Thì
Tôi nghĩ cái bước đi này nó có cái sự hợp lý, bởi vì chúng ta đều biết là những nước như Philippines ở Việt Nam hoặc là Indonesia đó, họ đều có chung một cái mối đe dọa từ Trung Quốc với các cái vấn đề chủ quyền biển đảo. Và lâu nay á, cái khuôn khổ ASEAN mà các nước này người ta vin vào để người ta nói chuyện với lại bên Trung Quốc á, thì có vẻ như là nó không có hiệu quả. Bởi vì sao? Bởi vì ASEAN là một cái tổ chức mà nó rất là lỏng lẻo về các cái cơ chế ra quyết định, và nó rất là dễ bị can thiệp với Trung Quốc. Những cái quốc gia như Lào hoặc là Campuchia thì chúng ta thấy rằng họ họ dễ dàng là chiều theo ý của Trung Quốc ở trong những cái chuyện về về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Do đó là cái khuôn khổ ASEAN nó không có còn hiệu quả cho những cái mục tiêu của các cái nước mà có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc giống như là Việt Nam hoặc là Philippines. Thế thì bây giờ các nước này người ta cần phải tìm đến nhau để người ta củng cố mối quan hệ trong các cái vấn đề liên quan tới chủ quyền trước một cái mối đe dọa chung là Trung Quốc. Và như vậy thì họ cũng sẽ tìm cách gạt bỏ những cái bất đồng nhỏ, bởi vì là trước một cái mối đe dọa lớn hơn thì các cái bất đồng, các cái tranh chấp nhỏ, những cái sự chồng lấn lẫn nhau giữa Việt Nam và Philippines nó sẽ nhỏ hơn so với lại cái mối đe dọa từ từ Trung Quốc như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là nó có cái sự hợp lý. Và cái điểm thứ hai mà tôi cũng muốn nhắc lại này, đó là hồi tháng 8 năm ngoái đó, chúng ta theo dõi thấy rằng nó có một cái sự kiện bất thường xảy ra, đó là bên Philippines nó có cái cuộc biểu tình nhắm vào sứ quán Việt Nam, đến và phản đối cái chuyện là Việt Nam gọi là quân sự hóa các cái đảo tranh chấp. Và họ cũng báo chí của Philippines khi đó đó thì cũng được cung cấp những cái văn bản mà được coi là bất thường từ một cái nguồn nào đó không rõ, nhưng mà trong đó thì có nói liệt kê chi tiết những cái quyết định cũng như là các cái khí tài quân sự được trang bị trên những cái đảo tiền tiêu của Việt Nam ở Trường Sa mà bị cáo buộc là đang quân sự hóa, và nó có phần dẫn đến những cuộc biểu tình ở Manila, nhưng mà lại chống lại sứ quán Việt Nam, là cái điều nó bất thường. Bởi vì trước đây thời gian mà tôi ở bên Philippines, cái chuyện mà biểu tình chống lại Trung Quốc trước sứ quán Trung Quốc thì nó rất là phổ biến, và tôi cũng từng tham dự những cái cuộc biểu tình như vậy, cũng cùng với lại nhiều người hoạt động Việt Nam và cả Philippines bên đó cùng bàn kế hoạch tổ chức những cái cuộc biểu tình như thế. Nên là biểu tình mà chống Trung Quốc bành trướng ở trên biển đó thì cái chuyện đó nó rất là thông thường, nhưng mà biểu tình chống Việt Nam thì cái chuyện đó nó hơi bất thường, bởi vì nó cũng tương tự như vậy thôi. Nếu mà về lý thuyết thì Việt Nam và Philippines vẫn có những cái tranh chấp về chủ quyền đảo với một số đảo ở Trường Sa, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ hiếm khi mà thấy là người hoạt động ở Việt Nam mà nghĩ tới cái chuyện đi biểu tình chống lại Philippines trước sứ quán của Philippines ở Hà Nội, thì cái chuyện đó là mình nghe rất là bất thường. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng cái mối đe dọa thực sự nó đến từ Trung Quốc chứ nó không phải là đến từ Philippines. Giữa Việt Nam và Philippines thì vẫn có thể đối thoại, vẫn tìm một cái tiếng nói chung nào đó được. Còn mối đe dọa từ Trung Quốc thì rất là khó, không thể. Bởi vậy đó thì có những cái nghi ngại rằng là những cái diễn biến năm ngoái ở bên Philippines nó có bàn tay của Trung Quốc phía sau. Muốn là chia rẽ giữa các cái quốc gia ASEAN mà có vấn đề tranh chấp với Trung Quốc, thì chia rẽ các cái nước đó với nhau. Thế thì bây giờ đây là những cái bước đi mà hai nước đó, tôi thấy rằng là họ cũng có thể tìm được cái lợi ích chung ở trong việc này, đó là tìm cách gác lại những cái bất đồng nho nhỏ để nhắm đến một cái mối đe dọa chung là từ Trung Quốc. Nói thêm một chút xíu về cái chuyện biểu tình ở bên Philippines á, thì chúng ta đều biết là Philippines là một cái nước dân chủ pháp trị, nó có thể là một cái nước vẫn còn đang phát triển, vẫn còn chậm tiến ha, nhưng mà họ dẫu sao các cái quyền dân sự chính trị nó vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên á, là khi mà thực hành những cái quyền đó ở một cái xứ sở chậm tiến á, thì đôi khi nó cũng có cái sự lạm dụng. Cái thời gian ở bên Philippines tôi biết cái chuyện đó là không có khó lắm đâu, khi mà họ có thể
mướn những cái xe bus, những cái jeepney, họ đến những cái khu phố ổ chuột ở Manila, và rồi sau đó là trả tiền cho những người dân nghèo, đưa cho họ những cái biểu ngữ, đưa cho họ những lá cờ, rồi sau đó thì chở họ đến cái địa điểm biểu tình để sau đó là có thể tổ chức một cái cuộc biểu tình như vậy. Cái chuyện đó là chuyện mà và trả tiền cho mỗi người một vài trăm peso chẳng hạn như vậy thì có thể là tổ chức được một cái cuộc biểu tình, dĩ nhiên là có đăng ký trước với lại cảnh sát. Thì cái điều đó để cho thấy rằng là cái việc mà Trung Quốc có thể thao túng và tổ chức những cái cuộc biểu tình như vậy ở Philippines nó không có gì khó khăn hết cả, mặc dù ở đây nó là những cái giả thiết thôi, suy luận thôi, chứ nó cũng chưa có những cái bằng chứng mà đáng tin cậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái bước đi của ông Marcos ở Việt Nam mấy ngày vừa rồi với những cái ký kết như vậy, cái sự hợp tác như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý, và Indonesia, Philippines và Việt Nam đó có thể là sẽ tìm được một cái tiếng nói chung nào đó. Vì chúng ta biết là cái COC, cái Code of Conduct mà Trung Quốc lâu nay cứ cứ bày ra để gọi là hòa hoãn với lại ASEAN, để tỏ ra một cái gương mặt ôn hòa với ASEAN trong các cái vấn đề về về chủ quyền biển đảo, để che lấp đi cái tham vọng bành trướng của đường lưỡi bò đó, thì cái những cái cuộc đàm phán COC đó nó không có đến đâu hết. Thế thì bây giờ những cái nước ASEAN có vấn đề với Trung Quốc á, cần phải ngồi lại với nhau để tìm những cái hành động chung nào đó khả dĩ, để cùng ứng phó với lại một cái mối đe dọa. Và đương nhiên đó, tôi cũng đồng ý với anh Thắng đó là cái vai trò của Mỹ ở trong chuyện này tôi nghĩ nó cũng rất là quan trọng. Thứ nhất là đối với lại cái sự tự tin, cái sự quyết đoán của Philippines trong cái thời gian ông Marcos cầm quyền tới giờ, nó đến từ cái sự phục hoạt những hiệp ước với Mỹ, cho phép Mỹ đóng quân trên chín cái căn cứ khác nhau ở Philippines, và đòi hỏi Mỹ phải đưa ra những cái cam kết mạnh mẽ hơn về cái chuyện là bảo vệ đồng minh hiệp ước của mình. Nó có cái sự tự tin rất là lớn từ Philippines, rồi có thể từ phía Việt Nam khi mà họ nâng cấp quan hệ với Mỹ xong thì họ cũng có thêm đôi chút tự tin đó. Mặc dù là chúng ta thấy rằng là về mặt truyền thông á, thì họ vẫn rất là dè dặt. Ví dụ như những cái phát biểu rất là mạnh mẽ của ông Marcos về cái chuyện là Trung Quốc gây sự gây hấn ở trên biển đối với tàu Philippines đó, thì hoàn toàn là tôi không thấy được tường thuật trên báo chí Việt Nam, và Việt Nam có vẻ là cũng tảng lờ, không có muốn nhắc đến nó vì là sợ mất lòng Trung Quốc đấy. Nhưng mà cái vai trò của Mỹ đó thì tôi nghĩ là đương nhiên là vẫn không có thay thế được đối với lại các cái vấn đề khu vực đây, bởi vì các nước nhỏ như Philippines hoặc là Việt Nam, mặc dù không nhỏ, toàn là 100 triệu dân trở lên không á, hoặc là Indonesia nữa đều không nhỏ, nhưng mà khi mà muốn mà đối đầu với lại Trung Quốc á, thì nó vẫn còn một cái khoảng cách rất là xa. Ba nước này á, gọi là gắn kết lại với nhau á, thì may ra cũng có chút trọng lượng, nhưng mà nếu mà so với lại cái người khổng lồ Trung Quốc đó thì vẫn cần rất là vai trò của Mỹ ở trong khu vực á. Nhưng mà thưa anh Tuấn, trong trường hợp này chúng ta thấy sự hợp tác giữa Widodo của Indonesia, của ông Marcos của phía Lục Tân và của phía trong trường hợp là Cộng sản Việt Nam. Có nghĩa là ngay chính họ, đặc biệt là phía bên phía Lục Tân, họ đã có những cái ký kết với là Hoa Kỳ và cũng về hiệp ước an ninh cũng như bảo vệ hàng hải. Nhưng cuối cùng là ông Marcos cũng phải tìm đến Nam Dương, tìm tới Việt Nam để tạo một cái liên minh riêng cho trường hợp này. Có nghĩa là họ vẫn không tin Mỹ trong trường hợp này, đúng không ạ? Bây giờ mình chỉ còn có 30 giây thôi, thưa anh Tuấn. Anh Tuấn nghĩ sao? Dạ vâng, thưa anh, là tôi không nghĩ rằng là họ họ không tin Mỹ ở trong trường hợp này, nhưng mà tôi nghĩ rằng là họ sẽ cố gắng họ tối ưu hóa những cái mối quan hệ ngoại giao của họ, những cái sự hợp tác của họ, nhất là với những cái nước láng giềng gần gũi, chia sẻ chung lợi ích để có thể là bảo vệ lợi ích của đất nước mình tốt nhất thôi. Còn tôi nghĩ với Philippines mà nói đó, họ có một cái sự gắn kết với Mỹ nó hơn những cái câu chữ ngoại giao. Trong cái khoảng thời gian tôi sống ở đó, tôi cảm nhận cái được điều đó từ chính người Philippines, nên là nếu mà nói rằng là họ không tin Mỹ thì tôi cũng không nghĩ như vậy. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý anh Tuấn từ Toronto, và xin cảm ơn quý khán giả của SBTN, và xin hẹn quý khán giả vào tuần sau của chương trình này trên đài truyền hình SBTN. Cảm ơn Tường Thắng.